Đó, mình nhìn vào đây nè. À, ở đây đẹp hơn nè, hơi chói chút xíu rồi. Hai chú cháu mình nữa, chụp hình. Hai hình. Còn cái video này đang gọi lên mà nó chưa lên được, chậm quá. Có một video của Viên Đình Hòa trên này rồi. Giờ cái này video Viên Đình Hòa thứ hai nè. Mình đang ở cà phê Nhạc Việt. Nhạc Việt Karaoke. Ban trưa mà đi karaoke. Nhạc Việt Karaoke. Nhạc Việt Karaoke. Rồi con muốn nói gì nói đi nè, cầm muốn nói đi. Dạ. Cầm ở đây, con nhìn đây con nói nè. À, chú cháu đi ăn trưa xong rồi ra Nhạc Việt karaoke. Để lập Yahoo làm nick Facebook nhưng thất bại. Thất bại. Thì số hôn không được công nhận và làm cái này khó quá. Chuyện chú đây, xoay xoay lắm đây. Đây là cái video trên Facebook của Hòa với chú Cường có sẵn rồi nè. Đang coi nè. Ấy trên mỏ. Tiếp tục luôn. Đó, đó, đó là trên bên trên YouTube đó. Ở đâu phải là cái con này YouTube. YouTube. YouTube đó, Việt Nam nó gọi YouTube đó. Yes. Rồi, trước mặt tao nói chuyện chứ. Đây là quán cà phê. Vô phòng lên một cái nè. Cái này là sinh tố, dâu và sinh tố. Dưa gì đó? Dưa gan. Sinh tố dưa gan và sinh tố dâu. Cho sữa hồng ngọt này đó. Ngọt mà thơm ngon. Sinh tố rất hết sảy. Ủa lần sau có phim kìa. Giờ quay cái này phòng trà máy lạnh ha. Phòng trà máy lạnh. Đó. Bán khách có chỉ có hai là người kia thôi. À, ngoài đấy là ngoài đường, đó ngoài đường. Quay vô đây lại là phim TV đằng trước, đây đằng sau tôi và Hòa. Hòa với tôi đang ngồi sinh tố máy lạnh. Ngày trưa bây giờ là 2 giờ mấy rồi? 2 giờ mấy rồi cả? 2 giờ 20 rồi. Ơ lần sau có đồng hồ không biết. 2 giờ 20 rồi nè. 2 giờ 20 trưa. Đang đi nghỉ trưa dùng internet của cà phê máy lạnh. Rất là lý thú. Đây là nói rồi. Cảm tưởng rất là vui khi được hôm nay là đi uống cà phê với chú Cường và tâm sự với chú rất là nhiều. Cảm thấy là hôm nay là ngày mà vui nhất của Hòa từ trước đến giờ. Chú Cường mày nói gì, chú Cường rất là quý Hòa. Coi như là quen nhau 5 năm trước vẫn giữ liên lạc, xong rồi qua qua lại bây giờ mới về Việt Nam lần khoảng 5 năm sau mới quay với duyên ngộ gặp lại nhau. Hai chú cháu rất là vui và có mời Hòa ở lại một đêm với gia đình của vợ, tại vì chú Cường bên Việt Nam là hết gia đình rồi, gia đình qua di cư qua Mỹ hết rồi, nên bây giờ chỉ có chú Cường đây với gia đình vợ, nên được gia đình vợ cho phép mời Hòa một đêm, rồi sáng mai tiễn Hòa về. Chú Cường thì ở lại chơi đi chùa thêm một vài lần nữa rồi mới về. Con thì không lại được, mong là sẽ còn nhiều lần nữa gặp lại chú Cường và nhiều lần sau nữa. Ừ, sau chú Cường về Việt Nam sẽ được gặp chú Cường thường xuyên. Xong rồi. Xong rồi ha, cúp 4 phút 2 3 chục giây rồi 4 phút 30 giây.